chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Động Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét tầm xa của hãng Vectra, có model đó là MC330K. Thì đây là một dòng máy quét tầm xa, ứng dụng của nó là ứng dụng rất nhiều ở trong các kho bãi, trong việc các nhân viên mình đi kiểm kê hàng hóa ở các kho lớn mà cần bắn ở những cái barcode tầm xa ở trên cao mà không thể bơi tới, không thể trèo lên, hay có thể là ngồi trên xe nâng thì có thể đi tại vùng vòng trong kho để sử dụng cái này để sử dụng để bắn. Thì em sẽ nói sơ qua một số thông tin cấu hình của máy. Thì hiện tại máy MC330K này có 3 option về màu nhớ cũng như cấu hình, thì đó là có một option về RAM 2GB, màu nhớ 16GB hoặc là RAM 4GB, màu nhớ 16GB hoặc là RAM 4GB, màu nhớ 32GB. Thì đây là có 3 option cho các bạn có thể tùy chọn. Cũng như là đây, các bạn có thể thấy là màn hình LCD của nó rất là lớn. Đây là màn hình cảm ứng nha. Màn hình cảm ứng này có kích thước là 4GB. Đi kèm với nó là bàn phím thì mình có thể tiện lợi có thể là sử dụng màn hình cảm ứng hoặc là bàn phím tùy theo và mình mong muốn. Thì máy MC330K này sử dụng hệ điều hành Android. Thì điều hành Android đang là một xu hướng trong việc quản lý kho và ứng dụng để mình biết phần mềm, thì đó là thì nó đơn giản, có bàn phím đi kèm thì để tiện cho mình thao tác hơn. Mình có thể là sử dụng bàn phím sử dụng cảm ứng ở trên màn hình hoặc là bàn phím tùy theo từng công việc. Thì bàn phím của máy cũng có cho các bạn có 3 sự lựa chọn, đó là một đó là 299, hai là 38 hoặc là 479. Thì các bạn có thể là tùy theo cái mục đích của công việc mình có thể lựa chọn cái dòng bàn phím phù hợp, số đường phím phù hợp để mình chọn mua máy. Các bạn có thể thấy là máy có kích thước là vừa phải, với lại là tay cầm rất là thuần tay cầm để mà cầm lúc mà đi có bọc bọc phía sau này để có thể là giữ lại rất là chắc chắn để tránh rơi rớt. Máy có đồ chuẩn công nghiệp đó là IP54 thì các bạn có thể chọc được đồ rơi rớt từ trên cao xuống là tầm 1m rưỡi. Thì máy vẫn nằm trong diện an toàn hoặc là có thể sử dụng trong môi trường từ âm 20 độ đến 50 độ C, hoặc là trong độ ẩm tích tụ thì nó có thể là từ âm 5 độ đến 95 độ. Thì đó là một số thông số về máy. Thì bây giờ bên cạnh với máy đó có là đây là cáp sạc lần vừa sạc, còn đây là mình có thể là sử dụng cái này để mình quyền định đổi về máy tính của mình. Các bạn có hai phần mềm, các bạn có thể tải lên đây, các bạn về cắm vào máy tính thì có thể sử dụng để tải lên. Bây giờ em sẽ quét cho mọi người xem về cái khả năng quét tầm xa của nó. Máy quét này có thể quét xa nhất lên tới 21.4m nha mọi người. Máy quét nó quét tầm xa đấy, tùy theo cái barcode lớn nhỏ thì mình có thể quét tầm xa theo cái luật của nó. Bây giờ em sẽ test cho mọi người xem về cái khả năng độc của nó, độc xa này, xa nhau em sẽ test cho mọi người xem. Thì em đã chuẩn bị trên ở trước mặt mọi người thấy có em đã chuẩn bị một số barcode. Mọi người có thể thấy ở trên kia là barcode rất chi là nhỏ luôn. Thì em đang đứng ở khoảng cách tầm 3m để em bắn cái barcode đó. Và cũng đã test một số barcode kia để cho mọi người xem về cái khả năng đọc của nó. Thì đây, thì em bắt đầu tiến hành quét nha. Thì mọi người có thể thấy đây là nó có một cái tia nhỏ màu đỏ đây đúng không? Thì mình nếu mà mình mọi người đưa nó vào đó là có thể quét được này. Đó, mọi người thấy quét rất là tốt nha, rất là nhạy nha. Chỉ cần đưa vào cái vùng đó là quét được. Đó là barcode rất là nhỏ ở trên, còn những cái ở dưới, những cái barcode ở dưới này thì nó rất lớn rồi nên mình quét rất là dễ dàng đó. Cái chấm đỏ của mình ở đâu thì mình sẽ quét được cái mã vạch ở đó. Đó, thì em sẽ đứng xa hơn cái khoảng cách 3m này để test cho mọi người xem cái barcode ở dưới. Còn barcode nhỏ ở trên thì tại vì rất là nhỏ nên mình chỉ có bắn được trong khoảng cỡ tầm 3m. Này, ở dưới em đang đứng ở khoảng cách tầm 4m này. Quét rất là tốt này, thì mọi người có thể thấy chưa? Đó, và rất là tốt những cái barcode ở dưới. Mình xác định được biết là nó đang bắn ở barcode nào bằng cái chấm nhỏ ở trên. Nên mọi người có thể thấy cái chấm nhỏ không? Đó, em đang tách ra xa khỏi cái barcode cho mọi người thấy. Đó, chấm nhỏ đó. Thì em sẽ đứng xa hơn một xí nữa nha. Đây mọi người thấy. Em đang đứng xa hơn. Đó, nó vẫn đọc rất là tốt cái barcode. Những barcode ở trên đó. Thì máy quét này có thể quét được cái độ xa của nó lên tới 21.4m.
thì tùy theo cái barcode, càng xa thì mình phải chỉnh cái barcode mình lớn hơn, nhưng mà người thấy đây kia là barcode cũng khá là nhỏ, những barcode rất là nhỏ và những barcode khá là nhỏ, và em đứng khoảng cách được tầm 5 mét và máy quét mình quét được rất là tốt. Thì nếu mà người có thắc mắc thì có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Vật, tụi em sẽ demo trực tiếp cho mọi người xem về cái khả năng quét của nó. Vừa rồi thì em đã test cho mọi người xem về khả năng đọc của cái máy quét MC330K này. Thì theo như nhận định thì bên em thấy nếu mà quét trong vòng dưới 10 mét thì những barcode nhỏ vừa phải của mọi người thì nó sẽ quét rất là tốt. Còn nếu mà kênh thì mình có thể là chỉnh barcode nó lớn hơn thì quét nó sẽ rất là tốt. Thì ứng dụng của nó thì trong các kho bài, trong quản lý việc quản lý kho, thì máy có dung lượng pin lên tới 5200mAh nên các bạn yên tâm để sử dụng được trong kho với thời gian dài bên ngày làm việc mà không sợ bị hao hụt pin hoặc là pin dự trữ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mà người thấy video này hữu ích có thể là subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật để có thể theo dõi những video tiếp theo. Nếu có thắc mắc cần tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn mọi người.